làm rể Hải Phòng mà xa thì tôi cũng chả cần đúng. Những đặc sản như bánh đa cua, nem cua bể, lẩu cua đồng và vợ tôi thì đều được gói gọn trong một chữ đó là ngon. Tuy nhiên vẫn còn một món ăn rất nổi tiếng theo phong cách cây nhà lá vườn, ăn nó khá là nhẹ nhàng và thơm mát đó chính là món cuốn thủy nguyên. Món cuốn thủy nguyên hay còn gọi là cuốn bún tôm hoặc là cuốn hành trần là món ăn sáng tạo của người dân làng Trịnh. Sở dĩ người ta gọi kèm tên địa danh như vậy là để phân biệt cuốn thủy nguyên với các món cuốn ở nơi khác và thể hiện được nét tinh hoa của món ăn công phu làm nên bản sắc vùng đất nơi này. Tuy là một món ăn dân dã và làm từ các nguyên liệu đơn giản nhưng cuốn thủy nguyên lại đòi hỏi cách chế biến công phu, tinh tế từ khâu Tôi chuẩn bị lựa chọn nguyên liệu cho đến công đoạn cuốn bài trí món ăn đều thể hiện nét tinh hoa ẩm thực và sự khéo léo của người làm ra nó món cuốn này sẽ gồm những nguyên liệu như là rau diếp rau mùi rau răm hành củ tươi thịt ba chỉ trứng đậu rán tôm giò lụa bún nhưng hôm nay thì không có đủ 100% nguyên liệu nên tôi sẽ chỉ chia sẻ những hiểu biết của mình về món ăn là chính hình ảnh trong video sẽ chỉ mang tính chất minh họa thôi nhé ngoài cách làm công phu với nhiều nguyên liệu tươi ngon màu sắc hấp dẫn linh hồn của món cuốn thủy nguyên còn nằm ở bát nước chấm chua ngọt thơm mùi tỏi ớt nước chấm phải được pha từ mắm nguyên chất có đủ vị mặn của mắm độ ngọt của đường chua của chanh thơm của tỏi và cay của ớt gắp một chiếc cuốn chấm ngập vào bát nước mắm tỏi ớt chua cay rồi thưởng thức là sẽ say đắm ngay vì món ăn vừa đặt mắt vừa ngon, vị thanh mát của rau xanh, vị béo ngậy bùi bùi của thịt trứng hòa quyện cùng chút chua cay từ nước chấm. Nếu bạn chưa từng thử thì tin tôi đi, hãy thử một lần và chắc chắn các bạn sẽ chẳng bao giờ quên được nó.